Điện Biên là tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc, cách thủ đô Hà Nội khoảng 500 km, là tỉnh duy nhất có chung đường biên giới với hai quốc gia Lào và Trung Quốc, với ba cặp cửa khẩu Na Son, Hủy Phuốc, Pang Hốc, Tây Trang, Apa Trải, Long Phú. Hệ thống cơ sở hạ tầng, dịch vụ du lịch, giao thông đường bộ, hàng không thuận lợi, kết nối giữa các tỉnh, vùng miền trong và ngoài nước. Đây là điều kiện và cơ hội rất lớn để Điện Biên đẩy mạnh thương mại, giao lưu, khai thác tiềm năng, phát triển du lịch, mở rộng quan hệ quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, nhất là với khu vực Bắc Lào, Tây Nam Trung Quốc và Đông Bắc Myanmar. Sự kết hợp giữa quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ, di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia cùng thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa độc đáo, quyện hòa cùng sắc hoa ban nở trắng rừng đã khiến cho Điện Biên trở thành một điểm đến lý tưởng, điểm hẹn lịch sử, điểm du lịch hấp dẫn, thân thiện. Một Điện Biên luôn mặn nồng và hấp dẫn với du khách muôn phương. Chín năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Chiến dịch Điện Biên Phủ là một trong những trận đánh vĩ đại nhất của thế kỷ 20, là minh chứng hào hùng về cuộc chiến tranh vĩ đại của dân tộc ta trong công cuộc bảo vệ đất nước. Chiến trường xưa và nay là quần thể di tích lịch sử Điện Biên Phủ, là một trong 10 di tích quốc gia đặc biệt đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ công nhận. Một sản phẩm du lịch đặc trưng riêng có của tỉnh Điện Biên, với 45 điểm di tích thành phần được quy tụ thành một quần thể di tích liên hoàn, như một bức tranh về cuộc chiến tranh nhân dân thần kỳ, sống động, sâu lắng, một bài học lịch sử vẻ vang được lưu lại bằng hình ảnh hiện vật đang hiện hữu trong bảo tàng, trong lòng thành phố, trong ký ức không thể nào quên của dân tộc Việt Nam và tất cả những ai đã từng đến nơi đây. Du khách đến với Điện Biên, điểm đầu tiên mà hầu hết các đoàn khách tới thăm là Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nơi tôn vinh, giữ gìn những giá trị lịch sử hào hùng của dân tộc. Sự hiện hữu của một bảo tàng quy mô lớn, một công trình kiến trúc nghệ thuật hoành tráng và hiện đại, mang tầm vóc công trình cấp 1 quốc gia tại tỉnh Điện Biên, đã, đang và sẽ góp phần tôn vinh giá trị lịch sử vẻ vang, sáng ngời của dân tộc. Với vị trí hiểm yếu của cứ điểm A1, nơi diễn ra trận đánh ác liệt nhất, kéo dài nhất và hy sinh nhiều nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ, khách tham quan khi đến đây rất xúc động khi ngắm nhìn các chứng tích lịch sử còn lại của chiến tranh, như được trở lại với quá khứ hào hùng của dân tộc và thấu hiểu được sự vất vả, tinh thần anh dũng hy sinh, xen lẫn tự hào, biết ơn đối với thế hệ cha ông để có được độc lập tự do ngày hôm nay. Cầu Mường Thanh, sông Nậm Rốm huyền thoại, hầm De Castri qua bao biến thiên của lịch sử vẫn gắn bó với nhau như thuở nào, vẫn âm thầm chắt chiu dòng nước mát, nuôi dưỡng cánh đồng Mường Then yên bình như một nét huyền nối liền giữa thời khắc quá khứ lịch sử với hiện tại, tương lai, nơi ghi lại một dấu ấn không thể quên. 17:30 ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng đã phấp phới tung bay trên nóc hầm tướng De Castri, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của chiến dịch Điện Biên Phủ, thời khắc lịch sử thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ sáng tác những tác phẩm, những giai điệu ngợi ca chiến thắng Điện Biên Phủ
một chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Được trở lại chiến trường xưa, được nhìn thấy mảnh đất Điện Biên Phủ đang nở hoa kết trái và trở thành một thành phố đang có một cái triển vọng rất là tốt đẹp cho cái du lịch của các nơi trên thế giới cũng như là của bà con Việt Nam đến thăm. Điện Biên Phủ là một cái tên không bao giờ có thể quên được trong trái tim tôi, bởi vì tôi là người trực tiếp đánh chiến dịch Điện Biên Phủ, trực tiếp chiến đấu ở đỉnh đồi A1 suốt 38 ngày đêm cho đến khi chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc. Ta đã chiếm hoàn toàn được A1 vào buổi sáng ngày 7 tháng 5. Hôm nay trở lại chiến trường xưa, tôi xin gửi lời đến những vong linh các đồng đội cũ của tôi đã hy sinh. Mong các đồng chí yên nghỉ và vong linh các đồng chí có thể trở lại mảnh đất Điện Biên để nhìn thấy quang cảnh đời mới, được thấy bà con nhân dân nô nức phấn khởi đến thăm Điện Biên Phủ, đến những nơi mà trước các đồng chí đã chiến đấu và đã hy sinh. Đến trưa ngày 1 tháng 3 của năm 2004 thì đã tiến vào cửa ngõ thành phố Điện Biên Phủ trong sự chào đón nồng nhiệt bộ đội phất cao lá cờ. Khi tham quan khu vực thành phố Điện Biên Phủ, du khách sẽ được chiêm ngưỡng tượng đài chiến thắng, được xếp vào nhóm tượng đồng cao, to và nặng nhất Việt Nam, tọa lạc trên đồi D1 lịch sử. Tượng đài kéo pháo bằng tay, nơi ghi nhận nghệ thuật vận dụng pháo binh tài tình của bộ đội ta trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, nơi anh hùng liệt sĩ Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo và anh dũng hy sinh để họ kéo pháo trở thành bài ca đi cùng năm tháng. Hay hãy tới thăm tượng đài Mừng Công ở Mường Phăng. Đó là những di tích lịch sử, công trình văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc đặc sắc, mang đậm giá trị lịch sử và tâm linh sâu sắc. Mỗi tượng đài là một bài ca không lời cất lên từ lòng đất. Mỗi giai điệu được chắt ra từ những hy sinh của biết bao người, là biểu tượng của ý chí, lòng quyết tâm, là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc Điện Biên trong hòa bình, mà ở đó toát lên sự linh thiêng, khí phách của một dân tộc anh hùng, dân tộc Việt Nam. Về Mường Phăng là về với cội nguồn của lịch sử và chiến thắng. Du khách hãy ghé thăm rừng Đại Tướng, cái tên rất đỗi thân thương, xuất phát từ tấm lòng người dân nơi đây đối với tướng Giáp. Tham quan trạm gác Tiền Tiêu, cơ quan thông tin liên lạc, hội trường, lán Đại Tướng, bếp Hoàng Cầm, trải nghiệm đường hầm xuyên núi là những di tích lịch sử mang đậm dấu ấn, ghi nhận tài mưu lược, đánh dấu sự trưởng thành về trình độ tác chiến của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Điện Biên Phủ, Võ Nguyên Giáp, tên tuổi của Đại Tướng sẽ mãi trong lòng dân và mãi ghi dấu trong lịch sử dân tộc. Người đã trở thành một phần linh hồn của mảnh đất Điện Biên với lòng thành kính của nhân dân các dân tộc, để rồi trong mỗi ngọn gió hương rừng Mường Phăng vẫn mãi rì rào những lời tri ân, tưởng nhớ tới người. Ngoài quần thể di tích chiến thắng Điện Biên Phủ, một số công trình mang dấu ấn lịch sử gắn với công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc vẫn còn tồn tại đến nay. Tiêu biểu như Tháp Mường Luân, Thành Bản Phủ, Đền thờ Hoàng Công Chất cũng là điểm đến của du khách. Lễ hội Thành Bản Phủ được tổ chức thường niên vào ngày 24-25 tháng 2 âm lịch, thu hút đông đảo nhân dân, du khách về tham dự, bày tỏ lòng biết ơn, ngưỡng vọng đối với thủ lĩnh Hoàng Công Chất và các tướng lĩnh có công dẹp giặc phè, giữ yên bờ cõi, ngợi ca công lao của viên tướng áo vải, quê gốc Thái Bình. Đất nước ngưng tiếng súng, chiến tranh đã lùi xa, thời gian có làm mờ dấu chân của người lính. Điện Biên hôm nay đang trên đà đổi mới và phát triển, tiếp tục mở ra những trang sử mới. Nhưng chúng ta không thể lãng quên những ký ức, những năm tháng chiến tranh đã trở thành thiên anh hùng ca của cả dân tộc.
những di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh đang được Đảng, Nhà nước, nhân dân quan tâm gìn giữ và ngày nay đã trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút ngày càng nhiều khách tham quan du lịch trong và ngoài nước. Được thiên nhiên ưu đãi với những danh lam thắng cảnh đẹp, các vùng sinh thái tự nhiên hấp dẫn, Điện Biên giàu thế mạnh để phát triển loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm, khám phá. Mỗi cái tên, mỗi địa chỉ gắn với những huyền thoại của xứ Mường, một không gian văn hóa rực rỡ sắc màu của nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên, càng tạo sức hút tới du khách khi tới thăm nơi này. Trải nghiệm tại đèo Pha Đin, một trong những con đèo hiểm trở nhất Việt Nam, một trong tứ đại đỉnh đèo của vùng Tây Bắc, là đến với thiên nhiên, là trở về thăm lại một miền lịch sử, một trong những tuyến giao thông huyết mạch quan trọng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Bỏ lại sau lưng phố thị ồn ào náo nhiệt, bạn hãy dừng chân, ghi lại những hình ảnh đẹp nhất với đèo Pha Đin lộng gió, thỏa sức hít khí trời trong lành, thưởng ngoạn ngắm cảnh sắc hùng vĩ. Đây hẳn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời khi đến Điện Biên. Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ Pá Khoang theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nằm giữa một vùng thiên nhiên hữu tình, ẩn hiện trong mây trời non nước, huyền ảo, quyến rũ lòng người. Hay khu du lịch sinh thái Him Lam, khoáng nóng Uva, Hua Pe, bạn có thể thong thả dạo bộ, thưởng lãm vẻ đẹp tự nhiên của tạo hóa, tạo dáng chụp hình hay buông cần câu cá bên bờ hồ, tận hưởng không gian trong lành, khoáng đạt, được đắm mình trong hồ nước khoáng nóng. Tiện đường, du khách hãy ghé thăm đảo Hoa Anh Đào. Tạm gác lại những bộn bề, lo toan của cuộc sống để hòa mình trong cảnh sắc thiên nhiên trên đất Mường Thanh lịch sử và huyền thoại. Ai cũng thấy tâm hồn mình tràn trề cảm xúc, chân bước ra về mà tình mãi bâng khuâng. Từ lâu, câu chuyện truyền khẩu nhất thanh nhì lò, tam than tứ tấc đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi người. Với vị trí địa lý của Điện Biên khá đặc biệt, một thung lũng được coi là cánh đồng lúa bằng phẳng nhất, rộng nhất, lớn nhất vùng Tây Bắc, với thương hiệu gạo Điện Biên nổi tiếng. Bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng vì phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp cùng vẻ trù phú khi tận mắt ngắm nhìn cánh đồng Mường Thanh như một bức tranh thiên nhiên mênh mang lúa vàng, một vật phẩm kết tinh từ đất, nước, khí trời và nhất là tình của những con người bản địa luôn tràn đầy sức sống trong những bản Mường thân thuộc và gần gũi nơi đây. Mời anh về Mường lấy quê. Khắp núi rừng tiếng chim reo mừng. Mời anh về Mường lấy quê. Thị xã hẹp trong một tầm tiếng gọi, em bên kia, anh ở bên này. Về với Mường Lay ở ngã ba sông Đà là về với vùng đất cổ, nơi mà mỗi con sông, cái suối, ngọn núi, mỗi bản làng đều được gắn liền với những truyền thuyết đã đi vào thơ ca thời đại mới, với những nét đẹp hiện đại của một thị xã tái định cư với đầy đủ các phân khu chức năng, tham gia lễ hội đua thuyền đuôi én gắn với văn nghệ dân gian, lễ hội truyền thống, thể thao dưới nước, một hoạt động thường niên, sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh, với những trải nghiệm khám phá đầy cảm xúc, chắc chắn du khách sẽ thực sự hài lòng khi chọn nơi đây là điểm dừng chân trong cuộc hành trình du lịch vòng cung Tây Bắc. Chợ phiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống cũng như tinh thần của cộng đồng dân tộc Tây Bắc.
và sẽ là những ấn tượng khiến du khách khó quên và hứa hẹn sẽ quay trở lại. Bởi với người Tây Bắc, chợ phiên không chỉ là nơi người ta tụ họp, trao đổi mua bán, mà còn là ngày hội. Đi chợ là đi chơi, là giao lưu, chọn bạn đời, nên không ai vội vã. Đến đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng đầy đủ sắc màu Tây Bắc của một phiên chợ vùng cao, được hòa mình vào hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân nơi đây, được ngắm vẻ đẹp tinh tế của người phụ nữ qua các trang phục đặc trưng của từng dân tộc, mang đậm nét văn hóa của vùng cao, luôn hấp dẫn du khách khắp nơi. Apa Chải, điểm cực Tây Tổ quốc, gắn liền với cột mốc số 0 là ngã ba biên giới Việt Nam, Lào, Trung Quốc, nơi một tiếng gà gáy, ba nước cùng nghe, một địa danh miền núi xa nhất phía Tây của Tổ quốc, là mục tiêu chinh phục của không ít các vượt thủ để trải nghiệm cảm giác mới lạ, khá mạo hiểm nhưng cũng không kém phần lý thú. Với những ai yêu khám phá, mạo hiểm để chinh phục nơi địa đầu của Tổ quốc, xem như ý chí, lòng quyết tâm, thể lực của người chinh phục được khẳng định. Một cảm xúc thật khó tả, linh thiêng, tự hào về một vùng biên giới của Tổ quốc mà trước đây bạn mới chỉ được nghe, được đọc đâu đó, sẽ là những khoảnh khắc đáng nhớ, sống mãi trong lòng mỗi người khi được đặt chân đến nơi đây. Hiện tại thì chúng tôi đang ở điểm cực Tây của Tổ quốc Apa Chải. Đoạn đường đi thì khá mệt, và khi mà lên đến đây thì đến một điểm mốc linh thiêng của Tổ quốc ấy, thì tất cả dường như là cái sự mệt mỏi nó giảm xuống rất nhiều, và chúng tôi cảm giác rất tự hào khi mà mình có thể có cơ hội chinh phục và đặt chân lên cột mốc linh thiêng này, nơi mà một con gà gáy cả ba nước đều nghe được. Điện Biên, một vùng danh thắng của đại ngàn kỳ vĩ, với những điểm du lịch khám phá hang động hấp dẫn như động Pa Thơm, hang động Xá Nhè, Khó Chua La, Ha Chớ, Chùa Ta. Đó là những kỳ quan thiên nhiên đặc sắc, một sản phẩm du lịch có giá trị. Đến đây, khách như được hòa mình trong cảnh sắc thiên nhiên, chiêm ngưỡng một bồng lai tiên cảnh ngay trên đất Mường Trời. Địa linh nhân kiệt, quy luật kết tinh muôn đời của hào khí non sông. Điện Biên, Tây Bắc linh thiêng từ trong cổ sử, đã sinh ra bao anh hùng hào kiệt, ghi dấu bao chiến công hiển hách. Lịch sử mãi không quên thủ lĩnh Lạng Trượng, tướng quân Hoàng Công Chất đã khai hoang bờ cõi, đánh tan giặc phè vùng Tây Bắc. Các liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ để giành độc lập tự do cho dân tộc. Để hôm nay, các điểm văn hóa tâm linh Linh Sơn, Linh Quang, Nghĩa trang Liệt sĩ A1, Độc Lập, Him Lam, đài tưởng niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, Thành Bản Phủ, đền thờ Hoàng Công Chất đều khắc ghi công lao của các vị tiền nhân, các liệt sĩ. Hàng ngày, những dòng người vẫn nườm nượp về đây, thắp nén tâm nhang thành kính, dâng lên hương hồn các liệt sĩ. Thật khó diễn tả tâm trạng của mỗi người khi đến với nơi này. Nhiều ngôi mộ không tên để lại trong lòng không chỉ người thân mà cả khách viếng thăm với sự khắc khoải khôn nguôi. Tới đây mới thấy hết sự vĩ đại, thiêng liêng của cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc. Càng biết ơn hơn sự hy sinh to lớn của những người cho chiến thắng, cho cuộc sống hôm nay. Ở đó, cuộc sống của những người chiến sĩ cách mạng là những bài ca vang mãi theo năm tháng. Các chiến sĩ đã chiến đấu, anh dũng hy sinh. Tên các anh đã hòa vào núi sông Điện Biên, làm thành lịch sử với tất cả niềm vinh quang và mãi trường tồn với non sông đất nước, làm hành trang tinh thần trong suốt cuộc đời ân nghĩa mênh mông với thế hệ trẻ. Trong không gian yên tĩnh, trang trọng, khói hương thơm ngát, đây là điểm tham quan tâm linh thu hút đông đảo du khách quốc tế và trong nước. Đó cũng là nét đẹp văn hóa của người Việt Nam
thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, nhắc nhở chúng ta về những điều thiêng liêng mãi mãi tồn tại. Đối với khách có nhu cầu tìm hiểu các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, thưởng thức văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, mua sắm và ưa thích trải nghiệm, thì các bản văn hóa du lịch như bản văn hóa Pe Luông, Phiêng Lơi, Co Mị, bản Ten, Tre Căn là điểm lựa chọn lý tưởng đang rất thu hút, hấp dẫn du khách bởi bản sắc văn hóa truyền thống, không gian thoáng đãng, yên tĩnh, phục vụ tận tình, chu đáo, được thưởng thức các món ẩm thực đặc sản nổi tiếng riêng có của vùng Tây Bắc với hương vị và màu sắc hấp dẫn, được chế biến rất cầu kỳ, nhất là nghệ thuật sử dụng các loại gia vị độc đáo như mắc khén, măng chua, lá cầm, xôi nếp nương, thịt hun khói, thịt trâu luộc chấm nậm pịa hay cá nướng, gà nướng, thịt băm gói lá nướng, cơm lam cùng các đặc sản nổi tiếng. Điện Biên sẽ không dễ quên trong trí nhớ, luôn hút hồn biết bao du khách, khiến họ không chỉ muốn đến một lần mà còn chắc chắn sẽ quay trở lại cùng với bạn bè và người thân. Không chỉ là mảnh đất của những di tích lịch sử, của các kỳ quan thiên nhiên, những huyền tích đậm chất thơ, mà Điện Biên còn là miền đất của những sắc màu văn hóa truyền thống vô cùng độc đáo, nơi hội tụ của 19 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc đều có nét đặc trưng, tập quán sản xuất, lối sống, sinh hoạt và đời sống tinh thần riêng, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như sên bản, sên mường, lễ mừng cơm mới của dân tộc Thái, lễ rủ su, khlang khùa, lễ tạ ơn cha mẹ, khe pê chầu, nào pê chầu của người Mông, lễ mừng cơm mới của dân tộc Si La, lễ hội cúng bản và lễ hội mừng mưa rơi của dân tộc Khơ Mú, lễ tù cài của dân tộc Giao. Đây là thế mạnh nhằm phát triển du lịch văn hóa ở Điện Biên, tạo nên sức hấp dẫn du khách tới thăm, tìm hiểu, khám phá và nghiên cứu. Đến với Điện Biên hôm nay, sẽ không phải mất thời gian để tìm kiếm một nơi nghỉ đáp ứng điều kiện tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo, tham quan, nghỉ dưỡng. Với hơn 140 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có cả hệ thống khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 1 đến 4 sao, cùng với chuỗi các nhà nghỉ đa dạng và đều được tọa lạc ngay trung tâm thành phố, gần các điểm tham quan, với phong cách phục vụ chuyên nghiệp cùng với sự cởi mở, hiếu khách, thân thiện của người Tây Bắc. Kiến trúc mang đậm bản sắc dân tộc, gần gũi với thiên nhiên, thiết kế giản dị nhưng tinh tế, chắc chắn sẽ là điểm dừng chân lý tưởng của những chuyến tham quan, nghỉ dưỡng, nghiên cứu, công tác dài ngày hay những tour du lịch hấp dẫn khi quý khách tới thăm mảnh đất Điện Biên lịch sử. Tháng 3, mùa con ong đi lấy mật. Khi không khí ấm áp của mùa xuân tràn về, thì cũng là lúc đất Mường trời như bừng lên sức sống mãnh liệt bởi sắc màu hoa ban, một loài hoa gắn với huyền thoại, chàng khum nàng ban, một tình yêu thủy chung say đắm, ước vọng về một hạnh phúc trường tồn với dòng chảy của lịch sử, với văn hóa bản Mường, điệu múa, lời hát, trang phục, hình ảnh biểu trưng văn hóa tâm hồn của đất và người Tây Bắc. Ấy là thời điểm đẹp nhất, mùa của đất trời giao hòa, thiên nhiên tự tình, để ta về với Điện Biên, miền đất dịu ngọt, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, được hòa mình trong lễ hội hoa ban với nhiều hoạt động đặc sắc, này đã trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của Điện Biên và vùng Tây Bắc. Trong ký ức của người đi xa, đã từng đặt chân đến nơi này, cùng với nỗi nhớ Mường, nhớ bạn, nhớ người yêu, còn có nỗi nhớ da diết hoa ban vào mỗi độ xuân về. Hoa ban nở như dục mầm măng mọc, như báo hiệu cho mùa lễ sen lầu nó bắt đầu. Trai gái mê mải tìm nhau trong tiếng khèn, điệu sáo, nhịp xòe và trong ánh mắt yêu thương. Lễ hội hoa ban đã góp phần thực hiện chiến lược phát triển du lịch
và bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, tạo sức hút mạnh mẽ, hấp dẫn tới bạn bè, du khách lên thăm Điện Biên vào mỗi mùa ban nở. Điện Biên hôm nay đang trên đà đổi mới và phát triển, một địa danh lịch sử, địa chỉ du lịch sinh thái văn hóa nổi tiếng, một điểm đến đặc sắc, hấp dẫn, thân thiện ở vùng cao Tây Bắc. Với bốn mùa du lịch, trong hơi thở của đất trời giao hòa, để ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp, hùng vĩ của đất Mường Trời, tham gia lễ hội Hoa Ban, khám phá nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của vùng Tây Bắc, hòa mình trong không gian lịch sử hào hùng của dân tộc, cùng rộn ràng với những giai điệu sôi động, ngập tràn hạnh phúc. Ấy là điệu khèn, tiếng sáo, nhịp trống, tiếng chiêng, tiếng tẩu, pí, hay đong đưa trong câu hát Inh Lả ơi, cùng điệu nhảy sạp truyền thống, tham gia vòng xòe, bên ánh lửa bập bùng, ngất ngây quanh chung rượu cần nặng tình người miền sơn cước. Những âm thanh, vũ điệu ấy không chỉ là tinh hoa nghệ thuật đại diện cho nền văn hóa thung lũng, mà còn là cốt cách, tình cảm thân thiện, hiếu khách của các dân tộc nơi vùng cao, như tiếp thêm nhựa sống cho các làng bản trong cuộc sống yên bình trên miền Tây Bắc yêu thương của Tổ quốc.